Vợ yêu của anh trông em như con quỷ nhá. Hóa ra đây là vở kịch mà chị dựng lên để xúi tôi bỏ chồng à? Kể từ bây giờ ấy, chị sẽ là chủ căn nhà này. Tôi không muốn có một người vợ xấu xí như cô. Hai người đàn bà sống chung một nhà, anh không thấy bất tiện à? Sao mày ký nhiều thế? Thì hợp đồng quan trọng thì phải nhiều chứ. Vợ yêu của anh trông em như con quỷ nhá. Chắc chỉ là đồng nghiệp thôi, mình không được suy nghĩ linh tinh. Alo. Trang à, dạo này em khỏe không? Cảm ơn chị, tôi vẫn sống rất tốt. Em vẫn còn giận chị à? Chị thử nhìn lại mình đi. Một người mãi chơi theo bạn bè, bỏ bê gia đình, đến mức bố mẹ phải đuổi ra khỏi nhà. Chị còn gọi cho tôi làm gì? Chị biết, chị là người chị, người con không tốt. Nhưng mà Trang à, có chuyện này chị nghĩ em nên suy nghĩ thêm. Có chuyện gì? Cặp kè với rất nhiều người. Chị nghĩ chuyện này em chưa biết nên chị. Cảm ơn lòng tốt của chị. Chồng tôi đang ở nhà với tôi, chứ không gái gú như chị nói. Việc của tôi chị không cần phải quan tâm. Em phải tin chị chứ. Chính mắt chị thấy anh ta cặp kè với rất nhiều cô. Tốt nhất em nên bỏ anh ta sớm, chứ không sau này mẹ con em sẽ khổ thêm đấy. Nghi đi à? Vâng. Nghe danh em đã lâu, hôm nay mới được gặp. Không ngờ em lại xinh đẹp như vậy. Hôm nay rất cảm ơn em vì đã giúp đỡ công ty của anh. Xin lỗi, nhưng mà hợp đồng đấy là do sếp em ký, chứ không phải là do em đâu ạ. Em phải là người trình lên thì sếp mới ký được chứ. Cảm ơn em nhé. Em cảm ơn anh. Để tỏ lòng biết ơn, trưa nay anh mời em đi ăn được không? Nhưng mà tí nữa phải về công ty sớm. Không sao đâu, ăn xong anh sẽ đi em về tận nơi. Vâng. Này, ngồi đây làm gì? Còn nữa chưa? Em chuẩn bị đồ xong hết rồi. Em nấu một loạt là xong em ạ. Thôi, không cần cơm nước nữa. Em đi nấu cơm luôn bây giờ đấy ạ. Tôi bảo rồi, không nghe gì à? Không phải cơm nước nữa. Mà tôi phải nói thật, đúng là cái bản mặt của cô xấu mức xúc phạm người khác. Anh mẹ.
mệt rồi đấy. Để em dìu anh vào phòng nghỉ ngơi nhá. Tao không sai, tao vẫn tỉnh lắm. Tao tỉnh để nhìn rõ bộ mặt xấu xí của mày. Mà tốt nhất ý là cô nên cút đi. Cút ra khỏi nhà tôi, để cho người yêu xinh đẹp của tôi đến đây ở. Nhưng em mới là vợ của anh cơ mà. Vợ thì làm cái gì. Tôi không muốn có một người vợ xấu xí như cô. Đừng tưởng là đẻ cho tôi đứa con là giỏi nhá. Cô biết chưa? Anh này, em đã bảo đợi em đi về cùng rồi mà còn đi về trước nữa. Người yêu vĩ đại của anh đây rồi. Này, cô thấy chưa? Người yêu của tôi là phải xinh phải đẹp thế này này. Hóa ra đây là vở kịch mà chị dựng lên để xúi tôi bỏ chồng à? Đúng vậy đấy. Mà thôi, chuyện nó cũng đến nước này rồi thì chị chẳng giấu em làm gì. Đúng là đồ trơ trẽn. Người thứ ba có thể là người khác cũng được. Đằng này thì chẳng có gì là không thể cả. Mà em nên xem lại bản thân mình đi. Vừa xấu xí lại còn quê mùa như thế, thì chả có thằng chồng nào ấy nó muốn ở cạnh đâu. Việc của tôi không liên quan gì đến chị. Thôi, chị cũng chẳng muốn nói nhiều với em làm gì. Đồ của chị dọn hết đến đây rồi. Kể từ bây giờ ấy, chị sẽ là chủ căn nhà này. Thế nhá. Chị không có quyền. Tại sao lại không? Chị vừa xinh đẹp lại còn sang chảnh như thế này, chả có gì là không thể cả. Mà bây giờ ấy, chị chỉ cần ho một cái thôi là anh Long ấy sốt hết cả ruột lên rồi. Mấy người đẹp lắm à? Tôi cũng có thể. Kem dưỡng da ban đêm Âu Lần với sự kết hợp của các thành phần thiên nhiên, chiết xuất cam thảo, vitamin B3, dầu cám gạo, glycerin cùng với các hoạt chất đặc biệt giúp dưỡng trắng da từ sâu bên trong, cung cấp độ ẩm, giúp da căng bóng, làm chậm quá trình lão hóa, xóa mờ nếp nhăn, nám, tàn nhang. Đây đúng là sản phẩm mình cần rồi, phải đặt mua ngay mới được. Chị có phải chị Trang không ạ? Đúng rồi. À, đây em chị Trang ạ. Chị ký xác nhận giúp em với. Em cảm ơn chị. Cảm ơn bạn nhé. Chào bạn.
Chỉ có những người xinh đẹp ý, sang trọng, bôi kem lên thì nó mới đẹp được. Chứ không như một số người xấu xí, bẩn thỉu, bôi lên ý, cứ như vôi bôi lên tường ý. Xấu thì vẫn là xấu, mà vịt ý, thì mai vẫn là vịt thôi. Em yêu, đã ăn uống gì chưa? Em ăn rồi, nhưng mà anh ăn chưa? Anh chưa, anh đi tiếp rượu ấy, chưa ăn được cái gì cả, đói lắm. Này, nấu cho tôi bát mì, thêm cả trứng vào nhá. Hay là thôi, để em ra nấu cho nhanh. Ok, không được. Bàn tay ngọc ngà này của em ấy, không thể nào vào bếp được. Ngoan, nghe lời anh, cứ để cô ta làm ô xin hầu hạ em là được. Nhưng mà sao? Thì bây giờ hai người đàn bà sống chung một nhà, anh không thấy bất tiện à? Bây giờ em ở cùng cô ta ấy, khác gì em cùng đẳng cấp. Anh hay là anh ly dị đi. Ly dị xong em với anh được thoải mái còn gì nhá. Anh thấy không sao đâu. Mà tốt nhất ấy, không nên ly hôn làm gì cả. Cứ để cô ta ở đây làm kẻ hầu người hạ cho mình, đỡ mất tiền thuê ô xin, lại còn chọc tức cô ta được nữa. Nhưng mà em không thích. Thôi nào, cục cưng của anh, cứ từ từ để anh giải quyết nhá. Anh thương. Bóp mạnh lên. Anh thương. Ôi, đây, đây, đây. Anh say quá em yêu ơi. Em đã nói với anh rồi, hôm nay có cuộc họp đối tác quan trọng. Anh chịu thôi, anh không đi được đâu. Này, em đi họp của anh đi. Dự án này em cũng biết mà. Nhưng mà hợp đồng anh đã ký đâu? Thì em đưa đây, anh ký luôn cho. Đây, thế anh ký đi. Đây nữa, đây nữa. Còn, đây đây đây. Nốt. Sao mày ký nhiều thế? Thì hợp đồng quan trọng thì phải nhiều chứ. Mày cứ yên tâm đi, mấy cái này em kiểm tra hết rồi, không có sai sót gì đâu. Ký đi. Thôi được rồi, em đi họp đi, để anh nghỉ ngơi đã.
chuyện gì vậy? Bây giờ em nghe kỹ những điều chị nói nhá. Tôi không muốn nghe chị nói điều gì cả. Chị biết là em rất hận chị, nhưng mà tất cả mọi chuyện chị làm đều là vì em. Đơn ly hôn, giấy sang nhượng cổ phần công ty là sao? Chị biết là việc chị bỏ nhà đi là không đúng, nhưng chị chưa bao giờ không quan tâm em cả. Khi mà biết em lấy chồng ấy, thực sự chị rất mừng, mừng vì em đã có chỗ dựa. Nhưng khi mà chị biết sự thật, Long là một người lăng nhăng, lại còn suốt ngày về nhà đánh đập rồi hành hạ em, nên là chị mới dựng ra vở kịch này. Nghĩa là chị giả vờ làm người yêu của Long để lừa anh ta đến bước đường như này. Việc công khai dọn đến nhà em không phải để chọc tức em, mà chị muốn bảo vệ em khỏi gã chồng vũ phu kia. Cha, chị xin lỗi vì những lần đã làm nhục mặt rồi chọc tức em. Nhưng tất cả chị chỉ muốn em thay đổi bản thân, và bây giờ chị đã làm được điều đấy. Hóa ra lâu nay em luôn hiểu nhầm chị. Chị vẫn luôn quan tâm đến em. Người sai là em mới phải. Trang à, chị chỉ có một mình em là em gái thôi, nên chị hứa sẽ mang cho em tất cả những điều tốt nhất, và sẽ tìm cho em một người đàn ông xứng đáng với em. Em xin lỗi. Hôm nay tôi đến đây là để chính thức đón em gái tôi về. Em gái? Đón về? Là sao? Anh không hiểu. Tất cả chỉ là một màn kịch thôi mà. Từ trước đến nay anh hành hạ em gái tôi, nên là tôi đến với anh ấy chỉ là cái cớ để có ngày hôm nay. Đọc đi. Đơn ly hôn, giấy sang nhượng cổ phần công ty. Hóa ra bấy lâu nay là cô lừa tôi à? Đây là cái giá mà anh phải trả thôi. Đừng than vãn hay trách móc ai cả. Trang, em vào thu dọn hành lý đi. Mất cả vợ, mất cả bố, mất cả công ty nữa. Tôi đã làm gì thế này?